Khoảng 6 giờ 30 ngày 8 tháng 9, theo lệnh của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, lực lượng của Lữ đoàn 170 đi tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 11 người dân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Việt Thuận bị mắc kẹt trong núi khu vực Hòn Rằm Bắc, tỉnh Quảng Ninh. Khi đang khai thác ngọc trai thì gặp siêu bão Yagi, sau đó tiếp tục cứu được 4 người mắc kẹt trong núi khu vực gần đường vào vụng Tùng Sâu để tránh bão thuộc tàu HI-0496 của tỉnh Hưng Yên đang vận tải xi măng. Khi bão nó vào thì là một giờ, coi như là một giờ đêm, một giờ sáng đấy, một giờ trưa hôm qua đấy thì sóng to quá là suốt từ neo lên neo ở đấy, neo từ sáng nhưng nghĩ ở đấy nó chịu được. Vâng. Thôi không ở đâu sóng to thế. Vâng. Nó trôi leo, nó leo hai neo rồi thì nó chịu rồi. Leo không là tàu không trôi được nữa rồi. Vâng. Nhưng sau sóng nó to quá, nó cao 2 mét đi. Vâng. Nó đập một phát về đằng lái nó sập mua. Là tàu là chìm luôn à? Vâng, sập mua nhưng chưa chìm luôn. Thì bố con tớ còn lấy bơm để bơm nước đã, vẫn nổ trong máy phát đồng mũi, nhưng mà cái máy phát đồng mũi vẫn nổ thì dòng máy bơm ra để bơm nước nhưng mà không cứu được. Vâng. Về sau một giấc sau là nó đánh sập tiếp kho giữa. Vâng. Kho giữa xong rồi sau nó ăn được con là mũi. Vâng. Kho mũi các quầy thì khóa hết rồi, cả vặn đắp trong cái kín cửa kín hết rồi, không còn vào nó nào được thì nó vào. Trước đó khoảng 10 giờ 30 ngày 7 tháng 9, trong khi tránh bão số 3 tại khu vực Vụng Tùng Sâu, lực lượng của Lữ đoàn 170 đã cứu được 2 người dân làm việc tại công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long. Tất cả 17 người trên đã được Lữ đoàn 170 bàn giao cho địa phương và đưa về nhà an toàn.